Ngay sau khi xuất hiện một số thông tin đồn đoán sẽ giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, việc giảm lãi suất điều hành hoặc điều chỉnh các công cụ khác của chính sách tiền tệ chưa phải là giải pháp thích hợp trong thời điểm hiện nay. Ngân hàng Nhà nước luôn cân nhắc và tính toán khi nào điều kiện chín mùi để thực hiện giảm lãi suất điều hành, hay là có sự điều chỉnh mức độ đối với các công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Để đưa ra mức độ điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh phải được tính toán dựa trên yêu cầu của thực tiễn, mà trước hết phải đảm bảo được mục tiêu yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đồng thời đảm bảo ổn định vĩ mô, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người dân, bảo đảm an toàn hoạt động của ngân hàng để đảm bảo sự ổn định tài chính của quốc gia trong ngắn và trung hạn. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu theo dõi chặt chẽ để khi nào công cụ lãi suất điều hành phát huy tác dụng thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có điều chỉnh kịp thời. Quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất hợp lý theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn trước mắt, vừa có tính ổn định vĩ mô bền vững để nhanh chóng phục hồi sau khi kết thúc dịch. Về giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết giảm lãi suất để có sự hỗ trợ thực chất.